Ở trong Phật pháp á, nếu nói khổ á, có nhiều cách nói lắm. Trước hết là nói tam khổ. Thứ nhất á là khổ khổ. Thứ hai á là hoại khổ. Thứ ba gọi là hành khổ. Thí dụ như thế nào gọi là khổ khổ? Đời sống con người mình nếu mà nói gần đi, có thân là đã khổ rồi, gặp thêm gì nữa, bệnh hoạn đau ốm, rồi một đứa con nó bệnh là mình đã khổ rồi, cộng thêm chuyện này chuyện nọ nó đến, có nghĩa là cái khổ nó chồng chất với nhau, cái đó gọi là khổ khổ. Cái thứ hai gọi là hoại khổ. Khi nào mà nó làm sao, nó hoại diệt những cái gì nó có mặt mà nó hoại thì gọi là hoại khổ, mà mình không chấp nhận cái mình khổ. Và cái thứ ba gọi là hành khổ, tức là chính những cái đó nó luôn, nó liên tục, nó làm cho mình không có được thoải mái. Nói về tam khổ thì tam khổ là có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Ví dụ như mình bệnh cao máu, uống thuốc cao máu thời gian cái nó sanh ra bệnh khác. Mình bệnh tiểu đường, uống thuốc tiểu đường thời gian sanh ra bệnh khác. Tức là thường thường mình uống thuốc nó hay có cái trường hợp là những cái bệnh phụ nó có thể nó sinh ra. Ví dụ như mình thích ăn cà tím, rồi người ta nói cà tím ăn thông máu, nhưng mà ăn chập cái nó xay qua bệnh đau nhức. Thí dụ vậy đó. Cho nên có những cái nó không có dừng ở đó, mà chính những cái khổ này nè nó lan lây qua những cái khổ khác. Ví dụ như trong cuộc sống đi, mình ghét cái người kia, mà tự nhiên mình thấy cái người nào đó chơi với người đó, cái mình cũng ghét luôn người kia, mà gặp chùa người kia không có đụng chạm gì tới mình, tại nó chơi với người tôi ghét. Ở trong cuộc sống của mình có những cái mà mình phải để ý, cái đó thuộc về hành khổ. Nó luôn luôn nó lây với nhau, nó bệnh tật nó lây với nhau, mà mình tự nhiên cái người kia mình ghét, mắc mới gì tới người này. Rồi thậm chí bạn của mình chơi, mà mình biết người bạn của mình chơi với người đó, mình cũng nói làm sao để bạn mình nghỉ chơi người đó ra, mặc dù người đó không hề đụng chạm tới bạn mình, nhưng mình phải tìm mọi cách. Cho nên mà không được thì chúng ta không thoải mái. Nếu nếu nói khổ ngắn thì nó tam khổ, còn mà khổ rộng chút nữa, sáu khổ. Sáu khổ đó là gì? Một á, chúng ta gọi là nhân khổ. Nhân khổ là sao? Cái khổ khi mà chúng ta tạo nhân. Ví dụ như á, mình ghét ai thì mình bắt đầu suy nghĩ tới cái cách nào để mình nhẹ thì mình mắng chửi, khá khá thì mình đánh đập, nặng nề mình hãm hại. Thành thử ra khi mà chúng ta tạo cái nhân á, trong lúc chúng ta tạo cái nhân đó, nó vẫn mang cái bản chất của khổ. Tại mình không khổ mình không có làm, khổ dữ lắm, hoặc là mình cực nhọc lắm, nhưng mà tại vì kỳ này mình làm là mình hại được người đó, cho nên mình sẽ bằng mọi cách. Cái đó gọi là nhân khổ. Mà hễ có tạo cái nhân khổ á, chính vì cái phiền não, cái bức bách của mình, cho nên nó mới dẫn mình tới cái tạo nhân. Cho nên khổ nó dẫn mình tới tạo cái nhân khổ. Hiểu ý không? Ví dụ như mình ghét cái người đó là khổ rồi, thì chính cái khổ bực bội phiền não đó đó, nó dẫn mình đi tới tạo tác một cái việc gì đó để mà mình hạ bệ cái người đó. Cho nên từ cái phiền não bức bách nó dẫn mình tới tạo cái nhân khổ. Nhưng mà khi cái nhân mình tạo rồi á thì nó đi tới cái gì? Quả khổ. Ví dụ mình hại cái người đó, như trường hợp quý vị thường đọc báo quý vị thấy, người kia vì một cái phút nóng giận đã lấy dao đâm người nọ hay đánh chết người kia đi. Rồi cái nhân họ tạo ra là rõ ràng là nhân khổ rồi. Rồi trốn tránh làm sao, cảnh sát cũng bắt được, mà bắt được thì phải xử, mà xử thì phải ở tù. Mà khi ở tù đó là cái gì? Quả khổ. Như ngày nay
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Những cái mà chúng ta đang nhận đây là cái quả khổ, mà trong khi đang nhận cái quả, chúng ta cũng tiếp tục phiền não để tiếp tục tạo nhân. Cho nên nhân khổ quả khổ nó cứ dây dưa lây hoay mãi không có dứt. Cái thứ ba là cầu tài vị khổ. Thế nào gọi là cầu tài vị khổ? Đôi khi trong cuộc sống, con người nếu mà không có thực tập được cái gọi là ít muốn biết đủ, có thể có những con người vì tiền mà khổ. Cuộc sống này có chứ. Có những người họ vì tiền mà khổ. Dĩ nhiên có những người người ta sống ta không có nặng cái đó. Nhưng mà có những người người ta nặng cái đó lắm. Không cần nói gì hết, thể cái gì mà có tiền là người ta cũng làm. Mà thậm chí vì tiền mà người ta tình nghĩa, ân tình, bao nhiêu những cái gần gũi nó trở thành ra cái vô nghĩa hết vì tiền. Cho nên cầu tài, tức là cầu cái tiền của mà không được á, hay là vì nó đó, vì cái tiền của đó, vì cái vật chất đó mà chúng ta khổ. Pháp Hòa ví dụ như cuộc sống này á, mình thấy người ta có cái đó mình phải có theo, mà không có đó thì mình không thoải mái. Vì cái đó mà chúng ta phải đeo đuổi. Đôi khi mình không có phải đi mượn, phải làm mọi cách để có. Cái đó gọi là cầu tài vị khổ, phải không? Cái thứ tư là gì? Cầu thủ hộ khổ. Nếu mà chúng ta có được cái đó rồi, chúng ta phải làm gì? Phải giữ nó, mà phải chấp thủ, phải cố giữ nó. Mà nếu không có thì chịu không được, mất rồi sao chịu được. Bây giờ cái chữ từ cái vật chất cho tới địa vị trong thế gian này, chúng ta đều vì nó mà khổ. Quý vị thấy mỗi một lần mà cứ mỗi lần mà bầu cử đó, ở Canada mình thì ít, nhưng mà ở Mỹ mỗi một lần bầu cử đều có rất là nhiều cái biến động. Thí dụ như cái 4 năm trước á, khi mà ông tổng thống Mỹ hiện tại với một cái người khác đối thủ đó, là thôi họ đem nhau ra, họ đấu tố với nhau những cái xấu của nhau để mà hạ nhau xuống. Thật ra cái đó không phải là cái chuyện của các vị đó, nhưng ở đây mình ví dụ để cho chúng ta, mà khi mình vướng vào cái đó, mình muốn cái đó thì mình phải đấu tranh dữ lắm, từ cái địa vị vật chất. Cho nên khi mà có cái đó rồi á, thì chúng ta phải làm gì? Phải thủ hộ, phải giữ nó. Mà lỡ nó mất thì mình khổ dữ lắm. Cho nên buộc lòng phải giữ. Chẳng hạn như chúng ta mong mỏi cái gì mà có thì phải giữ. Pháp Hòa nhớ hồi đó đó, cái thời mà mình mới có cái phone, mới có cái tivi màu. Trời ơi, nhà nào mà có tivi màu là sang dữ lắm. Ở Việt Nam mà nhà nào mà có cái tủ lạnh nha, có cái tivi á, mà có mấy cái vật chất đó, đó là coi như cả xóm cả làng đó là mình được mệnh danh là người khá giả đó. Qua đây thì giàu nghèo gì không biết, tại nhà nào cũng có tủ lạnh hết, nhà nào cũng có tivi, nhà nào cũng có microwave. Mà ngày xưa Việt Nam là nhà nào mà có tủ lạnh là sang dữ lắm. Nhà nào mà có được cái tivi màu thôi là sang dữ lắm. Mà nhiều khi cả xóm luôn có người có à. Thì mỗi lần mà mình tới cái thứ bảy mà coi cải lương đó, là cả xóm phải tập hợp về cái nhà đó để mà coi cải lương. Mà bữa nào họ không vui, họ đóng cửa mình khỏi coi. Thứ nhất gọi là nhân khổ, thứ hai gọi là quả khổ, thứ ba gọi là cầu tài vị khổ, thứ tư gọi là cầu thủ hộ khổ. Thủ hộ tức là sau khi mình có được rồi mình phải giữ. Mà giữ nó cũng khổ lắm á. Ở đây có con mèo nuôi cũng khổ lắm á. Phải mua license, phải không? Rồi phải đi chợ á, mua đúng thức ăn của nó. Mà phải biết con mèo mình đó, nó thích ăn món nào. Mà mèo, có nhiều mèo ở đây nó khôn lắm nha. Đồ sale là nó không ăn.
Pháp Hòa nhớ hồi hồi đó ở chùa Trúc Lâm cũ có một con mèo hoang, nó tới vô chùa nó ở trong đó luôn, nó không đi. Thế thì có mấy chị Phật tử thì cũng thấy thôi kệ, nó tới chùa nó ở là thôi cũng thương. Thì có cái chị đó, chị rất là thương mèo, thì chỉ là tình nguyện là cúng dường thức ăn cho mèo. Mà bữa nào mà chỉ đi chợ mà những cái đồ hộp mà nó sale á, khui nó không ăn. À, chắc có lẽ mình nói á, mình đem vô mình nói thầy thầy bữa nay mua này sale là nó không ăn, khui để nó không ăn. Đồ gì mà giá regular price là nó ăn. Giá bình thường là nó ăn, mà hễ đồ sale là nó không ăn. Mà nhiều khi mình hà tiện mình mua mấy cái bịch đồ khô á, nó cũng không ăn, ăn đồ hộp thôi. Mèo mà sáng vậy đó. Đó. Thật ra bây giờ mình có nhiều khi mình thương mèo thương chó. Ở đây là mèo chó muốn nuôi là phải đi đâu? Phải đi mua, nếu những con mà nó có giá trị. Phải không? Những con mà những cái nước đặc biệt, cái bộ lông nó, nó có cái nhãn hiệu của nó, phải đi mua. Có nhiều con mèo lên tới 1-2 ngàn đô, có những con chó lên tới 1-2 ngàn đô. Rồi mình phải làm gì? Giữ nó, có nó là phải giữ. Rồi ngoài ra là phải đi khất tóc cho nó nè, phải đi cắt móng tay cho nó nè, phải không? Đó, mình nói một cái chuyện nhỏ là nuôi một con thú trong nhà chơi cho vui thôi, chưa nói bao nhiêu những cái vật chất khác. Mình có một đôi dép á, sòn sòn mình đi dục đâu cũng không sợ đó. Mà hãy bữa nào mà đi chùa mà mua một đôi dép, đôi giày mà mắc tiền chút rồi kẹp thôi mất thì sao. Ở Việt Nam mà đi chùa là vô lạy Phật chứ kẹp đôi dép theo không á. Tại vì nó có khổ một cái á, để hở á, thì người ta rinh, mà để kỹ á, thì người ta rình. Cho nên nó thôi tốt nhất là đi vô lạy Phật cái kẹp thêm đôi dép. Mà người nào mà mình thấy dũi 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 thấy đâu vậy giấu dép là biết rồi đó. Mình biết rồi đó, không? Thành thử ra khi mà chúng ta có, không có thì chúng ta phải tìm, mà tìm thì phải cực. Có nhiều khi có những cái sản phẩm người ta ra rất là ít, mà vì mình muốn có được cái sản phẩm đó, mình phải đi săn lùng và đi tìm kiếm để làm chi, để được mệnh danh là cả cái thành phố này chỉ có mình có cái này thôi. Có nhiều khi nó cũng là một cái khổ. Ở đây là chúng ta nói để chúng ta không có nói à, cái đó là tội hay là không tội gì, không phải. Nhưng mà chúng ta nhận định cuộc sống của chúng ta có những cái chúng ta chạy theo để nó mới thành ra chữ khổ, chứ nếu mà bình an thì đâu có khổ. Ví dụ như mình nói mình đói bụng mà xuống bếp có gì ăn là mình không có khổ. Nhưng mà khổ nổi á, xuống bếp cho hỏi có gì ăn không, cơm nguội vậy thôi hả, cái là mình đi dở tủ khác. Nhiều khi một tủ đồ ăn nhưng mà mình vẫn nói làm sao không có gì ăn hết á. Nhưng mà cái người ta dễ dãi và người ta đơn giản á, là người ta bước xuống người ta cái gì người ta cũng có thể để lót dạ, người ta ăn thoải mái. Và cái cho nên cái quý vị để ý, người nào mà khó ăn khổ lắm, khó ăn rất là khổ, tại vì đi tới đâu cái gì mình ăn cũng không được, phải không? Thành mình dễ thì nó đơn giản thôi. Đó là bốn cái rồi. Cái thứ năm là gì? Vô yểm túc khổ. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta chưa có sanh cái tâm mà ngán đó, thì đôi khi chúng ta đi theo nó. Vô yểm là gì? Không có sợ, không có chán. Cho nên một trong những cái điều kiện mà chúng ta được về cõi Phật á, là chúng ta phải sanh cái tâm thích cõi Phật, chán cõi đời. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ có một cái bài thơ á, Tán Dương Chư Tăng nha, và trong đó có một câu vậy nè: chán mùi đời cạo tóc đi tu, cửa thiền hôm sớm công phu. Nhưng mà người ta không có hiểu cái chữ chán đó. Người ta nghĩ rằng chán có nghĩa là chán chường, mỏi mệt. Nhưng mà cái chán đó là sau một thời gian đeo đuổi không được rồi mới chán. Cái chán đó vô trong này tu mùng 3 mùng 7 bữa nào được cái là nhảy ra ngoài. Cái chán đâu phải chán của người tu. Cái chữ chán của người tu là chỗ này nè, thấy ngay đó là yểm rồi, chứ không cần phải đợi nó lên trên người mình một thời gian mình thỏa mãn rồi về mình mới chán.
Thí dụ như Pháp Hoàng nói ví dụ đi, cái người đó cũng yêu dữ dội lắm, rồi cuối cùng quá trời cuộc tình rồi không được gì, thôi giờ tôi chán lắm, tôi thề tôi chẳng yêu ai. Cái đó là chán đó, không? Vì người ta cứ phụ tôi hoài. Cái đó mới chán đó. Còn ngay mình phải hiểu, mình phải thấy được cái chữ yểm đó. Thí dụ như người nào mà muốn sanh về tịnh độ á, là phải khởi hai tâm nha. Một á, là yểm ta bà hân tịnh độ. Yểm ta bà là chán cõi đời này. Tại sao phải chán cõi đời này? Là hễ mình thắng thì phải có một kẻ gọi là thua, hễ mình được thì phải có một người gọi là mất, hễ mình vui phải có một người khổ. Ví dụ như này, trời ơi bữa nay tôi đi chùa Phật độ á, tôi lượm được 100. Nhưng mà mình lượm được 100 thì có người sao? Mất 100. Có phải không nè? Rồi bây giờ ví dụ như giờ mình yêu cái người đó, hai người đeo đuổi một người, cái trời ơi tôi hạnh phúc ghê, tôi được người yêu. Mà mình được người yêu thì người nọ mất người yêu. Thành thử ra cuộc sống của cõi đời này á, là cứ hễ thắng thua, được mất, phải không? Rồi cứ lúc nào nó cũng phải hai cái đối đó. Mà khi mà chúng ta thắng rồi đó, chúng ta rất sợ thua. Và chính vì sợ thua cho nên chúng ta phải suy nghĩ làm sao để mà bảo vệ cái mà chúng ta thắng. Quý vị thấy các ông vua ngày xưa, khi mà một ông trước gọi là hôn quân, ông này khởi nghĩa, thì trong khi mà khởi nghĩa thì phải làm gì? Phải đi kiếm những cái người cùng chí với mình. Rồi sau khi mà thắng rồi, ông lên làm vua rồi, thì bắt đầu ông sanh cái tâm, ông sợ những cái người cận thần này biết mình quá rành, sống với mình như là chinh chiến với mình, cho nên họ là những người gọi là có công với đất nước, gọi là hộ quốc công thần hay là khai quốc công thần. Thì ông vua này phải sợ những cái ông này ỷ vào cái công của họ có thể lấn lướt vua một ngày nào đó, cho nên ông phải làm sao? Phải diệt. Chẳng hạn như ngày xưa Hàn Tín, phải không? Phò vua Hán, nhà Hán, Lưu Bang. Và khi mà được rồi thì phải tìm mọi cách hạ Hàn Tín, bởi vì rất sợ Hàn Tín sẽ có ngày mượn cái công lao đó với cái danh trạng là khai quốc công thần. Cái việc đó nó nhiều lắm. Cho nên á, chính vì lên được cái ngôi vị đó thì phải tìm mọi cách bảo vệ nó. Mà hễ muốn bảo vệ nó thì phải làm sao? Không có cần sợ gì hết, có thể vì cái đó mà tạo bao nhiêu cái lỗi lầm. Cho nên á, với cái người tuệ giác, họ không cần phải nhúng vô đó rồi họ mới sanh chán. Chúng ta thấy là chúng ta sợ rồi. Hồi đó có một cái anh đó, ảnh thấy anh chị của ảnh á, có chồng có vợ rồi gây gổ rồi ôi cha đủ thứ chuyện hết, không? Thì anh mới làm bài thơ. Trong bài trong đó có câu: hải là hoa, xin hải khoan là trái, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Có nhiều khi cái hoa nó nồng cái hương đó, nhưng mà cái trái nó không có ngọt, phải không? Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Cho nên mình đừng có lầm là có đôi khi chúng ta nghĩ cái hoa nó, quý vị thấy hoa huệ không? Nhớ hoa huệ màu trắng ở Việt Nam mình không? Khi chưng là nó rất thơm, phải không? Nhưng mà vài ngày sau thì cái nước nó làm sao? Cực kỳ hôi. Quý vị có từng chưng hoa vạn thọ rồi phải không? Trời, cái hoa vạn thọ mà nó chịu hôi, cái cây mà mình ngâm như nước nó hôi cũng chịu không nổi. Có phải không nè? Thời có nhiều khi ở trên thì mình đem một cái ví dụ, có nhiều khi mình thấy nói vậy, nhưng mà cuộc đời nó đi nó không phải như vậy. Nó được cái này thì nó phải mất cái phần khác. Cho nên các vị mà người ta yểm ta bà đó, là vì cõi ta bà dẫy đầy những cái đấu tranh. Mà người nào muốn được cái gì á
người ta cũng tranh đấu dữ lắm. Xin sám hối đại chúng, không, cái này không phải mình nói xấu mà mình đưa ví dụ để chúng ta thấy. Ngay cả khi chúng ta đi làm việc thiện đó, với danh nghĩa việc thiện nha, chúng ta cũng muốn cái hội từ thiện mình nổi tiếng hơn từ thiện kia nữa. Mình muốn làm mọi cách để người ta nói tới cái hội của mình là phải là tốt. Cái đó là chuyện bình thường trong cuộc sống thôi. Vì đó là cái bản chất của cái thế giới này. Đi vô chùa làm công quả cũng muốn người ta khen mình hơn khen người kia nữa. Đó là chuyện bình thường. Nếu mình tu thì bỏ cái đó. Nhưng ở đây chúng ta không nói cái đó, mà chúng ta nói những cái bản chất của cuộc sống của con người. Thế chúng ta mới gọi là ta bà. Mà ta bà, ta bà này nè, thế nào, tại sao được gọi là ta bà? Tại vì nó đủ năm thứ nhiễm ô, chúng ta thường gọi là ngũ trược. Trong đó có cái trước hết là kiếp trược, kiếp sống con người chúng ta trược. Và cái gì nó làm nên kiếp sống trược này? Trong đó có cái kiến trược, thấy sai, thấy vẫn đục. Chữ trược là vẫn đục, ngược lại với chữ thanh là trong sạch. Trong kiếp trược nó có kiến trược, nó có phiền não trược, nó có chúng sanh trược, nó có mạng trược. Cho nên ta bà này đủ năm yếu tố để gọi là trược, gọi là ngũ trược. Thì cái đó gọi là, cho nên cái người, cái điều, cái khổ thứ năm là vô yểm. Nếu chúng ta chưa sanh cái tâm ngán đó thì chúng ta chưa bao giờ làm việc khác. Pháp Hòa ví dụ, sau một thời gian mà mình lăn lộn cõi đời rồi, thôi giờ tôi mệt mỏi rồi. Hay thậm chí có những vị, người ta rất thành công trong cuộc sống, nhưng đến tuổi 60, 65, rửa tay gác kiếm. Bây giờ việc này để cho lớp trẻ con tôi làm, tôi bây giờ không có nhúng vô nữa. Mặc dù đang công việc còn tốt, nhưng mà tôi nghĩ thôi đủ rồi, để cho tốt nhỏ làm, mình lui về, mình làm cái công việc một là cố vấn, hai là mình tịnh tu. Có nhiều khi mình đi làm, làm ngày làm đêm, mặc dù sức khỏe mình còn, nhưng mà nhìn lại suốt mấy mươi năm, làm thì có mà chưa có hưởng. Mà đến khi mà muốn hưởng á, thì hết sức để hưởng rồi. Có gì khi muốn ăn, ăn hết nổi rồi. Đau bệnh tùm lum cho nên ăn hết nổi. Cho nên nếu mà chúng ta chưa sanh được cái tâm gọi là vô yểm á, thì đôi lúc cứ chạy theo nó hoài thì chúng ta khổ. Cái thứ sáu gọi là gì? Biến hoại khổ. Cái điều này nó dễ thôi. Quý vị hồi nãy vô tình rảnh rảnh là Pháp Hòa ra phía sau bằng linh, Pháp Hòa xem mấy cái hình thì giật mình. Có vài bác Phật tử Pháp Hòa quen mà lâu rồi không có gặp, tại cũng ít có qua vùng này. Bữa nay lại gặp, hello bác ở làm sao. Vì Pháp Hòa mới suy nghĩ á, cái chùa này nó nhỏ xíu thôi, và các cái vị mà thờ linh ở đây cũng không có nhiều. Chứ nếu Pháp Hòa mà có dịp đi những cái chùa lớn như là Chân Quang hay những ngôi chùa mà lâu năm ở đây đó, chắc có lẽ còn gặp đông nữa. Tại vì Pháp Hòa bắt đầu về vùng này là từ năm khoảng 90. Từ năm 90, lâu lâu 4-5 năm Pháp Hòa mới có dịp trở qua một lần. Nhưng mà khi trước thì qua có Phật sự thôi, ít khi nào có cái dịp gặp đại chúng. Chỉ khoảng sau này 10 năm trở lại đây thì cứ 1 năm hoặc 2 năm thì chúng ta có một lần khóa tu thì được cơ hội gặp đại chúng. Và quý vị thấy có nhiều khi trong cuộc đời đâu có hẹn đâu, phải không? Có nhiều lúc mà anh cứ hẹn mà anh không bao giờ tới. Nhưng mà bữa kỳ này không có hẹn gì hết, mà chỉ cách nhau 2 tháng là lại gặp nhau. Cho nên cái hoại là gì? Là cái tất nhiên. Cái tất nhiên thôi. Cho nên cái đó gọi là lục khổ, lục chủng khổ. Mà tại sao nói ra? Tại vì có những cái này, nó khi chúng ta không nhận ra thì chính khi chúng ta làm đó, nó đã mang cái bản chất của khổ rồi. Nhân khổ, quả khổ. Khi mà chúng ta phiền não thì chúng ta tạo nhân. Mà nhân chúng ta tạo phải. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ
mình làm ăn thất thoát. Nhưng mà người ta nghĩ rằng bây giờ mình làm ăn mình thua lỗ vậy đó, thôi bây giờ mình đi đánh bài đi, rồi không chừng mình vô đó mình gỡ vài ba lần cái là cũng đủ bù lại. Cái phiền não, cái thua lỗ đó chúng ta không có tuệ giác để chúng ta nhìn. Chúng ta đi tạo một cái nhân, mà cái nhân này là sẽ dẫn đến cái quả khổ, chứ không giải quyết được khổ. Đó là mới nói tới là một cái nhân thôi nghe. Mà hãy cái nhân khi khởi xướng là đã thấy, khi khởi sự làm là đã thấy cái bản chất của khổ rồi, thì nhất định cái quả nó cũng sẽ khổ. Quý vị đã từng thấy có nhiều người mình khuyên họ, mình thấy rõ ràng cái sự mà qua lại này sẽ dẫn tới cái khổ đây, mình nói không được, có không? Đó. Rồi ngay cái nhân là mình thấy khổ, cái người này đang tạo cái nhân khổ để rồi sẽ dẫn tới cái quả khổ mà không thấy. Vì vậy thì khổ có nghĩa là khi chúng ta làm những việc gì, nó sẽ mang đến những cái điều hệ lụy. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ ngược lại, nó sẽ là chuyển cái khổ đó chứ. Đó là mới nói 6 khổ, chưa nói 8 khổ. Rồi gom lại nói trời ơi, đạo Phật mà không ngồi lại thôi, lợi tới nó khổ không. Nhưng mà nó là sự thật. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đồng ý không? Mà đâu phải là theo thứ lớp. Có những lúc nó không theo thứ lớp. Nếu mà nó theo thứ lớp là hạnh phúc. Sống, sanh ra đi, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, thì cái đó quá quá hay rồi. Mình nghĩa là có thứ lớp. Nhưng mà có nhiều khi vừa sanh là đã tử. Có nhiều khi sao? Chưa già đã bệnh. Có nhiều khi á, chưa già đã chết. Có nhiều khi không bệnh chết. Ví dụ như tai nạn giao thông vân vân. Như vậy thì cái chết là cái kết, còn tùy. Ở trên kia là sao tùy nữa. Không? Có khi trẻ chết, trẻ bệnh, chứ cô không phải đợi già bệnh và già chết. Thành ra cái chết nó trùm cho tất cả các hạng tuổi, không luận là ai. Rồi đó là 4 cái khổ của sinh lý phải không? Và 4 khổ tâm lý nè. Cầu muốn mà không được, khổ. Thương yêu mà xa lìa, khổ. Hồi chiều giờ á, ni sư trụ trì ngồi ăn cơm với Pháp Hòa. Mà ni sư ăn cơm mà ni sư hồi hộp lắm. Tại vì ni sư sợ xe đậu ở phía sau đông. Pháp Hòa hỏi sư sư, đông là sư sợ là hàng xóm họ phiền trong cái lúc Covid này hay là hồi nào giờ sư sợ? Tại mình muốn biết coi sợ như sao. Sư nói không phải, tại vì xe mà đông quá cái người ta biết trong này mình đông. Cho nên phải rải xe ra. Ở trong này mình đông không sao, nhưng mà đừng để cho ở ngoài người ta biết. Đang đâu được mấy hộp à. Rồi cái mấy vị nói, ủa ni sư đâu rồi? Và nói ni sư đang bận đi làm tiếp dẫn đạo sư rồi. Đi xuống dưới chỉ đạo. Đậu ở đâu? Đậu xe ở đâu? Thương yêu mà phải xa lìa, cầu muốn mà không được, thù ghét mà phải gặp. Ba cái này quá rõ gì nữa. Có một cái chúng ta thường gọi là ngũ ấm xí thạnh. Đôi khi mình chưa có rõ cái chỗ này. Ngũ ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái uẩn này nó cấu tạo nên con người. Thí dụ như cái thân hiện, cái thân mình đang có gọi là sắc uẩn. Rồi trong cái sắc uẩn này nó có gì? Nó có thọ. Thọ là gì? Là cảm thọ, là feelings. Đau lưng, đau chân, thương ghét, nóng lạnh, đó là cảm thọ. Phải không? Cảm thọ. Con có sắc thân thì phải có cảm thọ. Rồi bên cạnh cảm thọ có gì? Có tưởng uẩn. Tưởng uẩn là gì? Suy diễn, tưởng tượng. Hành uẩn là gì? Liên tục, tiếp nối. Thức uẩn là gì? Phân biệt. Mà cái nào nó yếu kém cũng khổ, mà nó sung mãn cũng khổ. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Giờ là lấy một uẩn ra nói đi. Nói cái câu chung là ngũ ấm xí thạnh. Xí là yếu kém, thạnh là hưng thạnh.
sắc quẩn mà nó xí khổ. Nghĩa là trời ơi gì mà nhìn thấy queo vậy, con người nó hết sức rồi, bệnh tật cái cơ thể, cái thể chất này nè, mà bữa nào mà mình nhìn tươi tắn đi, trời ơi bữa nay làm gì nhìn tươi rói vậy. Trời ơi, ngày hôm qua Pháp Hòa nhức đầu muốn chết luôn, mà ráng ráng để sinh hoạt cho nó xong. Ngày hôm qua là ở đây sinh hoạt với quý Phật tử xong rồi tới tối về đằng kia cũng một nhóm đang chờ tiếp cho tới 11, 12 giờ. Cái mấy vị đấy, trời ơi kỳ này á ai cũng nói nhìn thầy tươi lắm. Mình nói bụng đấy, ổng biết nhìn sao hay cho tôi nhức đầu muốn chết. Cái sắc quẩn, tức là cái cơ thể, cái sắc này, cái hình sắc này á, nó thịnh á, tức là thí dụ bây giờ mình khỏe quá, mà bây giờ nó khỏe mà khỏe over là sao, mập quá thì nhìn cũng khỏe phải không, ai biết được, mập cũng khổ nữa, ngồi xuống cũng mệt, đi lên cũng mệt, phải không, rồi gì đó vô ngồi nó cũng mệt. Nhưng mà nếu mình ốm quá, mập á thì người ta chê, ốm thì người ta quở, phải không, xí thạnh mà. Đó là mình chưa nói thọ, cái cảm thọ của mình mà nó sung mãn quá mình cũng mệt nữa. Đó là chưa nói cái tưởng tượng. Trời ơi con người mình là khéo tưởng lắm, cho nên kêu tưởng tượng mà. Cái tưởng thì nó không hình tướng, nó nhỏ xíu à, mà tưởng gì cũng như con. Cho nên á, cái đó mà nếu nó hưng khởi hay là nó yếu kém, thí dụ có những người á, người ta không có, người ta gặp cái gì người ta cũng tưởng, thí dụ bây giờ người ta có một cái nghi ngờ, ta gặp ai người ta cũng tưởng tượng người đó xấu hết, nghi ngờ người ta xấu, thì tự nhiên họ cũng khổ lắm, họ không dám chơi dai, họ không dám nói chuyện dai, họ không giao tiếp dai, lâu ngày có thành ra trầm cảm. Rồi còn con người kia thì quá ư là sung mãn, tối ngày ăn ra ngoài đường không. Mình mà con đứa con vậy mình cũng khổ nữa, mà không thấy nó trong nhà, phải không? Cho nên ngủ ấm xí thạnh là sắc thọ tưởng hành thức mà nó khỏe mạnh quá mình cũng mệt, mà nó suy yếu quá mình cũng mệt. Đó. Như vậy thì chúng ta lượt qua tam khổ, lục khổ, bát khổ. Nhưng mà khổ nó cũng hai loại nha, khổ trược và khổ thanh. Bỏ qua ví dụ khổ thanh nha. Ở đây có những vị người ta đi tình nguyện, người ta đi phát cơm cho những người vô gia cư, homeless mỗi tuần hay mỗi tháng gì đó. Quý vị nấu cực ơi là cực, rồi phải vô thùng, vô hộp, rồi bưng đem cho, cực không? Nhưng mà tất cả những việc làm đó quý vị có khổ không? Vậy thì có chứ, có khổ. Nhưng mà khổ này là khổ thanh hay khổ trược? Khổ thanh. Chư Phật, chư Bồ Tát cực nhập với mình không? Cực chứ. Tới hồi mình khỏe đâu thấy mặt. Các vị Bồ Tát, nhất là Quan Âm Bồ Tát gặp mình khi mình bệnh không à. Lúc mình khỏe không có thấy. Bữa nào mà mình quỳ trước ngài mà mình lâm râm mà bắt đầu nhỏ nhỏ là biết rồi, I know. Quan Âm ngồi là biết rồi, nó rồi đó. Địa Tạng Bồ Tát á, theo tinh thần của ngài Địa Tạng á, là ngài ở dưới địa ngục gì, ngài luôn luôn ở dưới đó để mà cơ dư để đứa nào xuống mà ngài vớt thôi, mà ngài đưa lên rồi lẩn quẩn sắp hạng đi xuống lại. Các ngài cực nhọc với chúng sanh vô cùng, nhưng mà các ngài không hề, cái việc làm đó vẫn là khổ đó, cực lắm, làm rất là mệt là khổ gì. Nhưng mà cái khổ đó nó mang lại cho một con người, cho mọi người những cái niềm vui, cho nên cái khổ đó là khổ đó, nhưng mà khổ thanh. Còn những cái khổ mà nãy giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như phải tranh đấu cho địa vị, tranh đấu cho vật chất, đồ hết, đủ thứ hết, cái đó gọi là khổ gì? Khổ trược. Quý vị nhìn các bậc tôn đức của chúng ta, cuộc đời của các ngài là hy hiến hết cho đạo, rày đây mai đó, nhưng mà các ngài không hề than van phiền muộn gì hết. Cực không? Cực vô cùng. Thậm chí
Có những người, người ta chưa hiểu được mình mà người ta còn phê bình nữa kìa, người ta còn lên án nữa kìa, người ta còn nói xấu nữa kìa. Nhưng mà cái đó nó không làm các ngài khổ. Thưa đại chúng, có nhiều khi mình có mặt, mình nhìn cái việc làm người ta, mình còn chưa hiểu hết nữa, chứ đừng nói là chúng ta chỉ nhìn qua hình ảnh. Mà có những cái chỉ nhìn qua hình ảnh thôi là đã vội phê phán, chỉ trích, thì đôi khi tự mình chuốc lấy cái phiền cho mình. Nhưng mà các bậc đó người ta không có bị mình chi phối. Cho nên trong cuộc sống, ví dụ như hôm nào á, ví dụ hôm nào mà đại chúng làm một cái việc gì đó mà mình thấy mình rất là mệt, nhưng mà mình biết rằng cái mệt này á, nhiều người người ta vui vẻ lắm, người ta an lạc lắm, thì tự nhiên mình biến cái khổ đó nó thành ra gì? Khổ gì? Khổ thanh. Nhưng mà nhiều khi đáng lý nó là khổ thanh mà chúng ta không biết, thì chúng ta thành phiền não bực bội, thì ngay cái thanh nó thành ra khổ trược. Ví dụ mình vô chùa làm công quả nè, nấu thì thôi, mồ hôi mẹ mồ hôi con nó rớt lợp đợp, mà có một cô đi ra, cô tiêu để đâu cô, chị ngò sắt làm sao chị, nấu hồi cái ta cũng phiền, thì người ta nấu ta mệt rồi mà cứ đi xung quanh ta hỏi chuyện này chuyện kia hoài. Chị có mừ thôi. Quý vị biết ở bên Trúc Lâm Tây Thiên á, mỗi năm có cái khóa tu lớn lắm, mấy năm gần đây là cả ngàn người trong một khóa vậy đó. Thì cái ban nấu ăn á, người ta phải nấu một ngày ăn 3.000 người, sáng 1.000, trưa 1.000, chiều 1.000, cực lắm. Nấu vừa ăn sáng xong phải lo chuẩn bị ăn trưa rồi. Vậy mà có 10 người nấu thôi, 10 người hay là mười mấy người, nhưng mà cái đứng chính là chỉ khoảng chừng vài người thôi, nấu cho cả 1.000 người. Mà trong khi đó cái người mà tới dự là cả 900 hay là 950, là cả 1.000 đi. Cứ vô, chị chanh cho em miếng chị. Sao em đau cổ quá, chị có chanh cho em miếng. Chị có gừng không, chị cho em miếng, em cảm quá chị. Người ta đâu có thời giờ người ta làm cái chuyện đó. Mình phải thông cảm. Mình phải thông cảm là mình là hành giả đến đây tham dự tu. Các vị là đang lo cho mình ăn cả 1.000 người. Chúng ta không thể vì miếng chanh miếng ớt mà cứ chạy vô đi kiếm các vị này hoài. Thật là vì thông cảm rồi, Pháp Hòa cũng thông cảm là các vị mà bệnh này người ta cũng cần, người ta đâu biết chỗ. Cho nên mình phải bầu ra ban nữa. Cái ban này gọi là ban gì? Ban cung cấp chanh gừng. Thì bây giờ cái ban này là 4 giờ sáng là thức dậy, nấu một nồi nước xả chanh gừng để cho các vị nào có nhu cầu bệnh uống. Thấy không? Trời ơi, rồi có nhiều người lại nói thầy, trời ơi, 10 ngày nay á ăn khô quá, con chắc bụng quá, thầy có chuối không? Thế là phải đi kiếm người, phải có cái bàn thứ hai nữa, là bàn gì phải không? Bàn đi chợ á, để là mua mai chuối, mốt về ùa, mốt này kia, để làm sao phải không? Để điều hòa. Việc làm của các vị rất là mệt, nhưng mà các vị biết một điều rằng các vị đang làm ở trong cái tinh thần phụng sự khổ nhưng mà thành. Còn chúng ta cả ngày chúng ta cứ bận rộn mà coi chừng cái khổ của chúng ta nhìn lại, ủa mình chạy theo cái gì đây, coi chừng mình chỉ ở trong lẩn quẩn của cái khổ trược. Ngày hôm qua có một em nó hỏi Pháp Hòa, chứ em này thì không giỏi tiếng Việt, thì má em hay khuyến khích là cúng dường. Nó mới đặt một câu hỏi là khi mình cúng dường như vậy nè, mình được cái gì? What do I get from this? Hỏi một câu má bí lụt. Cuối cùng dẫn lên gặp Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới nói với em á, cuộc đời này á, nó có hai cái đẹp. Một là nhận, hai là cho. Nếu mà chúng ta cuộc đời này ai cũng chỉ biết nhận mà không cho
thì cuộc đời này đâu còn gì đẹp nữa. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ cho kỹ coi, mình đang nhận và cho liên tục. Pháp Hòa ví dụ, sáng ngủ dậy có một không khí trong lành để mình hít thở là mình làm gì? Nhận. Rồi mình cũng hàng ngày mình sống mình thở như thế nào, mình điều hòa hơi thở mình như thế nào, mình sống như thế nào để mình tiếp tục mình cho. Mình trồng một cái cây á, mình múc một gáo nước mình tưới vô cây là mình cho. Nhưng mà cái cây nó sẽ cho mình lại cái tháng khí để mình nhận. Như vậy thì mình nhận từ cái cây, phải không? Và mình cũng hàng ngày mình cũng cho cây. Mình gặp nhau, mình đều có cái chào hỏi. Tôi nhận của anh một xá, anh nhận của tôi lại một xá. Anh nhận của tôi một câu chào, và tôi nhận lại của anh một lời hỏi. Con chào bác. À, mới tới hả con? Khỏe không? Ăn uống gì chưa? Mình chào thì người ta hỏi. Quý vị đến đây với cái ý nghĩa là đi thăm thầy. Vừa bước vô, chào thầy. Ủa chú, mới tới hả? Rồi nói, lần đầu tiên gặp. Câu hỏi tiếp, chú ở gần đây không? Có phải không? Như vậy thì cuộc đời này nó đẹp lắm. Nếu chúng ta có cái tuệ giác, chúng ta nhìn là chúng ta thấy rằng mỗi ngày chúng ta đều cho và nhận. Hỏi nếu mà như vậy thì mình được cái gì? Được chứ. Ví dụ người ta cần cái chỗ ngồi, đứng dậy, bác ngồi đi. Cảm ơn con nghe. Trời, con nhỏ mà tốt quá. Vui không? Vậy thì mình được cái gì? Được niềm vui khi thấy người khác vui. Mà nếu mình nói cho cùng, cuộc sống này nó đẹp dữ lắm. Dĩ nhiên bên cạnh là nãy Pháp Hòa nói khổ phải không? Nhưng mà tất cả những việc làm của chúng ta, nếu mà khổ mà khổ thanh á, thì cái kết quả và cái định nghĩa của nó theo kinh Phật á, cái đó gọi là gì? An lạc hạnh. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa chưa? Có thấy phẩm an lạc hạnh không? An lạc hạnh thứ 14. Vậy thì cái an lạc hạnh là cái quả của cái gì? Quả của cái khổ thanh. Có những người người ta làm. Ở đây Pháp Hòa biết có một chị Phật tử. Trong chị em bạn mà thân thân quen quen mà người nào mà có thai á, mà chị biết là không biết cách nuôi dưỡng thai, chị đem về nhà chị giúp. Khi nào mà cứng cáp rồi chị trả cho về. Có nhiều khi ở đây có hai vợ chồng, không có bà con, cha mẹ gì hết. Ông chồng đâu có giỏi mấy cái chuyện đó. Vì người nữ với nhau người ta hiểu nhau. Cho nên nó thôi để tôi thế, tôi giúp cho một tháng. Cực á, khổ đó. Nhưng mà cái đó gọi là khổ thanh. Mà khổ thanh á, gọi là an lạc hạnh. Cái hạnh mình làm cực, nhưng mà mình đem lại an lạc cho mình và cho người. Cho nên cái hạnh của Đức Phổ Hiền á, vì chúng ta sống được như vậy, cho nên Đức Phổ Hiền được gọi là đại hạnh. Ở đây ai mà không có hạnh? Nhưng mà chúng ta chưa đi tới chỗ đại hạnh. Là vì sao biết không? Giận là bỏ à. Chọc tôi ghét tôi nghỉ chơi à. Đại nó ba nghĩa. Lớn gọi là đại, vượt trội hơn tất cả mọi cái bình thường là đại, đầy đủ gọi là đại. Thí dụ mình ăn, mình làm cái việc đó hết lòng của mình là đại. Cho nên quý vị biết không, sẵn đây Phố cũng nói luôn, hồi xưa ở trong sách hay dùng cái chữ đại thí chủ. Cái mình mới nói thôi, tôi là tiểu thí chủ mà, ta cúng bạc triệu mới đại thí chủ chứ. Không phải đâu, chữ đại đâu có nghĩa vậy. Tại mình lấy cái nghĩa là nhiều ít để mình so đại phải không? Nhưng mà cái chữ đại theo Phật giáo nghĩa là sao biết không? Hết lòng hết dạ là đại. Bằng chứng qua một câu chuyện nhỏ. Quý vị có đọc Mục Liên Thanh Đề phải không?
Mình biết là chuyện bà Thanh Đề làm lột từng hột lúa được một lít gạo đem lên chùa cúng, thì vị hòa thượng trước khi đi vắng mới nói hôm nay chùa mình có đại thí chủ tới cúng dường. Thì hòa thượng nói chữ đại là nói ở cái nghĩa nghĩa là rất là sâu màu, đó là vì bà mài từng hột gạo đi cúng. Nhưng mà các thầy trẻ trong chùa nghe chữ đại là sao? Bà này phải đi xe limousine, phải không? Phải xuống xách cái giỏ LV tóc rồi phải bới lên, mặc áo được cho sang ha, mang giày cao 5 gót nha. Nhưng mà khi thấy bà già cầm con lít gạo vô, không ai thèm ngó bà hết, thì bà này bà mới nổi xung thiên, bà lên bà đổ bao gạo đó xuống, bà chà đạp, bà nói từ nay về sao không cúng quả gì nữa hết trơn á, tại vì mấy ông thầy này nhìn người theo tướng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Thành thử ra cái câu chuyện đó thật hư mình không biết, nhưng mà nó mang rất nhiều cái đạo lý trong đó để cho chúng ta học. Vậy thì quý vị nhớ là khi nào trong Phật giáo mà dùng chữ đại đó, thì quý vị cứ nhớ là tâm lượng rộng lớn, việc làm viên mãn là đại. Cho nên đại thế chí, đại hạnh phổ hiền, đại nguyện Địa Tạng Vương. Hỏi đại là sao? Cao hơn thước 9, nặng 200 pound. Cái đó đại ở cái hình tướng, cái cân lượng, chứ không phải là cái tâm lượng. Nhiều khi mình làm một việc rất nhỏ, chẳng có trọng lượng gì hết, nhưng mà lớn lắm. Quý vị thấy ở trong cái bài tụng mỗi sáng không? Các vị thần gọi là kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Các vị này gọi là kim cang mật tích. Mật tích là gì? Mật là ẩn mật, tích là dấu vết. Những vị này làm việc lớn mà không có dấu vết. Việc gì họ làm? Có khi họ bưng cả tảng núi, mà có khi họ cầm chỉ là những cái chài, nhưng mà không ai biết họ đâu. Họ là mất tích. Phóng vào ví dụ như quý vị lâu lâu mới đi chùa, 3 tháng mới tấp vô chùa một lần. Trời ơi, cái cây này á, bữa hôm con tới đây con thấy nó héo queo mà sao bữa nay tự nhiên nó tươi dữ vậy? Nó đâu có tự nhiên đâu. Hổm rài nó có các vị mật tích tưới nó, chăm sóc nó. Nhưng mà tại vì người ta, khi mình xuất là người ta ẩn rồi, phải không? Cho nên việc làm trong đời này có những cái nó thành tựu á, là tại vì các vị đó người ta làm xong ta ẩn. Các vị đó gọi là mật tích. Việc làm của họ vĩ đại lắm. Có khi xây cả một ngôi chùa, mà có khi chỉ tưới một cái cây. Họ là kim cang mật tích, họ là kình sơn, họ là trì sử. Kình sơn là khiêng cả cái núi, trì sử có khi cầm có một cái chài. Cho nên Pháp Hòa cũng hay nhắc Phật tử trong chùa, các vị băng ban thư ký, khi ai tới cúng dường á, mà người ta nói tôi không cần để tên, vẫn ghi xuống ẩn danh, chứ không nên ghi là vô danh. Người ta có danh đó, nhưng người ta không bị, người ta không màng danh. Cho nên những vị đó là ẩn danh, chứ không phải vô danh, phải không? Cho nên mình, mặc dù người ta nói ghi vô danh đó là khiêm cung, nhưng mình phải bày tỏ sự trân trọng ghi ẩn danh, chứ không phải vô danh, ta có danh. Nhưng mình trân trọng cái sự cúng dường mà không trước tướng để ẩn danh. Còn khi ghi Phật tử, đấy, tinh thần Phật tử là vậy thôi. Có nhiều khi người ta không tiện ở bất cứ hoàn cảnh nào trân trọng hết. Cho nên khi cái việc làm của chúng ta nó cực, giống như quý vị nói trời ơi thầy ơi, sao thầy không đi máy bay, thầy đi xe làm chi mà tự bển qua đây 10 mấy tiếng, mệt không thầy? Nói trời ơi, nằm không lấy gì mệt. Không, đâu có lái đâu. Thì có cái mệt là các vị lái, mà người ta không mệt, người ta sẵn sàng người ta lái, mình chỉ ngồi thôi mà, đâu có mệt gì, có mỏi thôi.
Cho nên thưa đại chúng á, thì Pháp Hòa nói như vậy. Rồi ngày hôm qua có một em nữa, cũng còn trẻ lắm, thì em buồn là vì em bị một cái tai nạn xe, và sau đó cả cơ thể của em nó đau nhức. Thì nó mới hỏi Pháp Hòa, chứ con có thể làm gì trong khi con đau nhức? Thì Pháp Hòa mới nói là sau một lần accident á, là từ cơ thể của con nó bị break, nó bị thương á, và nó đau nhức. Từ một cái bài học này, con thấy rằng trong cuộc sống này đây, bất cứ một đổ vỡ nào, bất cứ một gãy đổ nào, mà nếu chúng ta muốn dán nó lại, nó đều có tì vết hết. Lấy cái thân của chúng ta để làm một cái bài học, nhìn xa ra, cố gắng đừng làm đổ vỡ những cái gì trong cuộc sống này, như là tình cảm, như là việc làm, như là cơ thể, hay như là những cái thứ khác. Thậm chí thí dụ mình bưng một cái ly đi cho cẩn thận, nó bể mình dán cũng được, nhưng mà nó vẫn thấy cái lặng. Nhưng mà cuộc đời này, cái tai nạn á, là điều chúng ta không muốn. Khi nào nó xảy ra thì chúng ta gọi là tai nạn, chứ đâu phải cố tình. Cái gì mà chúng nó xảy ra với chúng ta mà không phải từ cái sự mong muốn của mình, chúng ta gọi là tai nạn. Vậy thì trong cuộc sống này, nạn tai có thể xảy ra không? Có. Còn chuyện cẩn thận là chuyện của chúng ta. Sự tu tập cũng vậy. Mình lấy một cái nhỏ để mình đi ra những cái to khác. Vậy thì hôm nay chúng ta có thể quán một câu ở trong 10 điều tâm niệm: lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Quý vị nhớ câu đó không? Trong 10 điều tâm niệm có câu đó đó. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh đó. Vì không tật bị bệnh thì tham dục dễ sanh, vân vân. Rồi khi nói câu đó rồi, kết luận để làm gọn lại: lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy khó khăn làm thú vị, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, vân vân. Thì lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Tại sao lấy bệnh khổ làm thuốc thần? Tại vì khi chúng ta có bệnh là khổ rồi, thì lấy cái khổ của bệnh để chúng ta quán chiếu rằng hôm nay mình mới bệnh cảm này nha, rồi nó sẽ hết. Nhưng mà mình phải chuẩn bị có một ngày nào đó mình không phải cảm nữa, mà chúng ta có thể mang những chứng bệnh nan y khác. Vậy thì trong khi chúng ta cảm, chúng ta có thể chuẩn bị cho những cái bệnh mà chúng ta có thể thọ nhận nặng nề. Thế khi chúng ta còn khỏe đây, chúng ta hãy làm tất cả những gì mà trong khả năng chúng ta làm được, làm hết lòng, chứ không cần phải perfect, không cần phải hoàn hảo, không cần phải gọi là thành tựu một cách viên mãn trọn vẹn. Thường thường á, người ta tổ chức một cái lễ tiệc nào, người ta cũng nói á, tất cả hôm nay đã được thập phần viên mãn. Thật sự người ta nói vậy đó để mà khích lệ thôi, chứ trong bất cứ một tổ chức nào nó cũng đều có những cái sơ sót của nó. Người ta nói vậy xong cái tự nhiên ta thọng câu: nếu có đi chiêu sơ sót. Rõ không? Đám ma cũng nói câu đó, đám tang cũng nói câu đó, đám cưới cũng nói câu đó. Bất cứ một cái cách, một cái sự gọi là tập hợp tổ chức nào, xong rồi trước mình cảm ơn mọi người đã giúp cho buổi lễ được thành tựu. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói chữ nó nhẹ nhẹ thôi. Pháp Hòa nói cảm ơn đại chúng đã giúp cho buổi lễ thành tựu.
Đấy, có mặt vậy là thành tựu rồi. Còn viên mãn không? Tôi không dám. Tại vì mình cố gắng nhưng mà đôi khi không trọn. Đó là một việc. Nói chùa chúng tôi sẽ long trọng tổ chức. Sao kêu long trọng? Phật không cần mình long trọng. Tổ chức Phật Đản, tổ chức Vu Lan, tổ chức lễ thành đạo, chùa của chúng tôi thành kính tổ chức kỷ niệm ngày Phật Đản. Mình tham lễ cho Phật, mình phải hết lòng thành kính để làm. Đơn sơ vẫn thành kính, rùm beng long trọng, nhưng mà nó thiếu cái nội dung, nó thiếu cái trang nghiêm, cũng không thể đúng cái ý nghĩa của nó. Cho nên á, mình dâng một cái nén hương nhỏ xíu thôi, thậm chí một cây nhang rất dài hay là rất thơm hay rất đắt tiền, chúng ta cũng nói đơn giản: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Nén hương này không phải từ trời xuống, cũng không phải từ đất lên. Trước khi thiên địa chưa sanh, nguồn cội đã ngập tràn pháp giới. Nhang này không làm bằng khói, bằng lửa, bằng trầm, bằng bất cứ thứ cái gì, mà nó làm bằng tâm. Mình nói vậy mà, thì cái việc làm của chúng ta cũng thế thôi. Cho mình nói chùa gì đó ha, sẽ thành kính tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh vào ngày thứ mấy đó. Mình nói vậy cái lỡ mình làm có sơ sót, ta nói đâu có sao, long trọng. Ta nghe chú long trọng ta tưởng đâu là lân nè, long lân quy phụng gì đó. Mà chúng ta không có gì long trọng hết, mọi việc nó là từ cái tâm thành kính của chúng ta. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên khi chúng ta làm việc làm của chúng ta, có nhiều khi chúng ta rất ư là mệt, nhưng mà chúng ta làm bằng cái khổ thanh thì nó là thành an lạc hạnh. Còn nếu không thì chúng ta cứ quay cuồng, phải không? Cho nên á, có một cái bài hát á: ôi thôi tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài có gì vui. Tại vì mình cứ chạy theo những cái gọi là cái cầu muốn, mà nó chỉ mang tới cho mình một cái khổ. Thật ra tùy mình ở trong hoàn cảnh nào, đôi khi chúng ta phải cuốn hút theo nó. Nhưng là cái người tu tập thì chúng ta phải thấy rõ nó để làm gì. Để nếu chúng ta chừng mực, hoặc là nếu tới điểm nào cần dừng thì chúng ta dừng. Thậm chí việc đó nó sắp xong rồi, nhưng mình chỉ cần rút tay lại, mọi việc nó sẽ khác đi. Nếu cần làm điều đó, chúng ta cũng nên làm. Để sao? Cứu vãn tình thế. Tôi mà ra tay một cái nó chết á, may là tôi rút tay. Thật ra đôi khi mình phải rút tay. Và cái đẹp nhất của chúng ta là gì? Chấp tay. Chúng ta không khoanh tay chịu trói, phải không? Chúng ta không đưa tay đầu hàng, nhưng mà chẳng qua chúng ta chỉ là những người biết chấp tay. Nếu thấy người làm lỗi thì chúng ta chỉ có chấp tay cầu cho người hết lỗi. Tại vì chúng ta chỉ không có hết, chúng ta không có chỉ hết đâu. Vậy thì khi chúng ta hướng về chúng ta chỉ ngã này thì cái sai của mình nó ở bên phải, bên trái, phía sau gì đó cũng có, sẽ có người đấy, xấu nha. Cho nên mình chụp hình mà làm người làm mẫu không, ta chụp nhiều khía cạnh. Mỗi người có thể người ta thích một cái khía cạnh nào đó của mình mới kêu là ăn ảnh. Trong cuộc sống này nó đều là những cái hình ảnh để chúng ta quán chiếu, để tìm ra pháp tu. Cho nên nếu như mà mình cái khổ mà chúng ta không thấy nó khổ, mà chẳng qua là chúng ta phải làm, cần làm, thì từ cái khổ nó thành ra hạnh nguyện. Cho nên bệnh khổ
Bây giờ không còn là bệnh khổ mà nó là thuốc thần. Nhờ bệnh vậy đó tôi quán chiếu. Cách đây khoảng mười mấy năm, Pháp Hòa có kể cho đại chúng nghe một cái bà, Pháp Hòa quên cái chức bả rồi, nhưng mà bả làm ở trong bộ chính phủ ở Alberta, làm lớn đó. Thì bà lên trên cái bàn mổ răng, thì bác sĩ mới chích một mũi thuốc tê vô, bà phản ứng. Bà nếu mà chỉ cần trễ 10 giây thôi, bà sẽ chết luôn trên cái chiếc ghế chữa răng đó. Và sau cái lần cú thóp chết đó, bà từ chức luôn. Bà nghĩ rằng coi như bất cứ một cái địa vị gì mình có mà chỉ trong cái tích tắc là mình có thể không còn. Từ chức xong rồi bắt đầu hướng về tâm linh, nghiên cứu tất cả những cái đạo giáo. Cuối cùng bà chọn đạo Phật. Và bà đã viết những cái bài viết do cái sự nghiên cứu và thấm nhuần của bà. Thì thưa đại chúng, đạo Phật ở đây Pháp Hòa không muốn giới thiệu một đạo Phật của niềm tin, tín ngưỡng, mà một con đường, một đạo lý để chúng ta sống. Chúng ta nhận tất cả cái khổ nhưng không có bế tắc, mà chúng ta tìm con đường chúng ta. Có nhiều khi mình may những chiếc áo thế này nó bị chật, nhưng mà cái người khéo đó, người có thể, người ta có thể sửa lại, tìm mọi cách dời nút, nới áo để làm sao chúng ta có thể mặc vừa chiếc áo đó. Một cái rễ tre nó chằng chịt, nhưng mà nếu đại chúng đổ một gáo nước xuống, đại chúng sẽ thấy nước nó vẫn len lỏi trong cái đám tre chằng chịt đó để nó thoát. Hôm nào có dịp mình đi lên núi, mình đứng nhìn tảng núi, rồi mình nhìn những đám mây. Khi nó mây nó bay, nó chạm tới cái đỉnh của núi, tự động mây nó tách hai ra. Nó không bao giờ nó dừng lại do núi cản nó. Phật Pháp cũng thế. Chúng ta nói tất cả cái khổ, nhưng không phải để chúng ta khoanh tay chịu khổ, mà để chúng ta chắp tay chào nó. Buồn ơi ta xin chào mi, hello nó. Không phải bye bye nó, hello nó. Mà khi hello nó rồi, chúng ta nhận diện nó, để rồi chúng ta tìm cách chuyển hóa nó. Mình dở nồi cơm ra, trời ơi, nồi cơm sống. Nhận diện nồi cơm sống. Cái thứ hai, bây giờ làm gì với nồi cơm đây? Gạo nhiều quá, nó không đủ nở, xớt nó ra bớt, thêm nước vô. Rồi cái nồi mình xớt ra đây, thêm nước làm nồi thứ hai. Trời ơi, cơm sình. Có cách chữa bởi cơm sình. Đạo Phật là vậy. Ngồi ở đây á, cũng 80% khổ mới vô đây. Còn tự động tự nhiên là coi như là duyên, cái duyên tu hành không nói ha. Không có gì sai hết. Ví dụ tôi nói ơi, bả mà không khổ rồi dễ gì bả vô đây. Đúng. Tại vì đạo Phật là đạo cứu khổ. Tôi khổ tôi mới có mặt. Chị cũng khổ mà chị không biết á. Đói mà không cho chị ăn chị cũng la làng vậy. Lạnh mà không có mặt có khổ không? Tối ngủ mà không có đủ ấm có khổ không? Khổ hết á. Nhưng mà tại vì có những cái nó phải chằn khổ trong lòng mới kêu khổ. Chứ còn cái lạnh quá đi lấy cái áo tròn lên cái hết biết khổ. Chứ ngay cái giây phút đó con chút khổ rồi đó. Tại may phước kiếm được cái áo tròn lên cái tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó thoải mái rồi. Không địch nghĩa nghĩa khổ. Thử thời kiếm không có coi. Trời ơi khổ muốn chết. Không biết cái áo lạnh tôi ai đem đi đâu. Đem qua lạnh ngủ không được. Có phải không? Cho nên nếu nói cho cùng thì chúng ta đang có những cái khổ. Có những cái khổ nó nhỏ nhỏ thôi. Có những cái khổ nó có vừa khác là có. Cho nên chúng ta chưa thấy. Chứ nếu mà khác mà không có thì chúng ta mới khổ phải không? Đó, ví dụ như bữa nào nhà vệ sinh mà cửa mở đàng hoàng, cần đi cái có đi, cái không có khổ.
Cần đi mà tới cửa nào cũng lót hết trơn. Thực tế vậy đó. Thôi thì hôm nay về thăm đại chúng cũng do một cái duyên mà Pháp Hòa với quý thầy đến đây để chia sẻ với gia đình, những gia đình có người thân quá vãng, có những gia đình có người thân mất khi lớn tuổi, có những người tuổi còn rất trẻ. Thì có đôi khi chúng ta gặp quý thầy, thầy ơi sao con khổ quá, mà trăm người gặp nhau là cũng thầy ơi con khổ quá, nhưng mà tại quý vị chưa cho thầy than. Chứ nếu quý vị mà chịu cho thầy than là thầy cả núi than. Tại ai cũng đem củi tới đốt hết, xong rồi bỏ về ở trên để nguyên đống than đó cho thầy hốt. Thì tối hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng với cái ý nghĩa là lấy bệnh khổ làm thuốc thần, phải không? Lấy tất cả mọi cái vướng vấp trong cuộc đời này làm ra những cái kinh nghiệm để chúng ta sống và chúng ta vượt. Mình đã đi đến con đường đó bị lạc một lần, lúc nào tới con đường đó cũng tự nói với mình quẹo vô đây là lật cùng đường nè, không có lối ra nè. Và thậm chí mình đi mà thấy ai sắp sửa có ý như muốn quẹo đó, mình còn la làng lên đừng có quẹo vào đó. Tinh thần của kinh Địa Tạng nó nằm trong đó đó. Quý vị nhớ không? Có một vị đó đi lạc đường, một vị thiện tri thức dẫn ra, nắm tay dắt ra rồi còn dặn người chớ đi vào con đường này nữa. Và phải nhớ nói với mọi người rằng con đường này là con đường không thể có lối thoát. Có phải không? Cho nên đó, nếu mà đại chúng lấy cái tinh thần trạch pháp, tuệ giác, tụng kinh Địa Tạng, từ kinh Địa Tạng chúng ta sẽ phát hiện ra rằng nhất nhất ở trong đó nó rất thực tế cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và trong một cái vô tình chúng ta trở thành một đức Địa Tạng, cầm tích trượng minh châu đi khắp cõi, đi khắp cõi hết, không không phải xuống dưới nha. Ở cõi đời này con người nào đang khổ là địa ngục hết, là một chúng sanh đang chịu khổ hết. Cho nên cái tinh thần Vu Lan nó không phải thể hiện mỗi năm một lần, mà tinh thần Vu Lan nó phải được thể hiện ở trong tâm niệm của tất cả chúng ta trong từng giây phút sống. Vì chữ Vu Lan nghĩa là gì? Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Nói đủ chữ phải là Vu Lan Bồn. Và cái ý nghĩa của chữ Vu Lan Bồn là cứu người đang bị treo ngược. Mà người đang bị treo ngược là một người đang khổ. Cho nên Vu Lan Bồn là một ý niệm muốn cứu khổ, muốn ban vui. Chứ không phải là đợi tới cái ngày đó, rằm tháng 7 đó chúng ta mới cúng cô hồn, chúng ta mới cứu khổ, chúng ta mới làm lễ. Mỗi năm nhắc nhở mình một lần, rồi chúng ta giữ cái lễ đó xong thì chúng ta tự đem cái tâm niệm đó về sống trong đời sống hàng ngày. Ai khổ chúng ta cũng cố gắng chúng ta giúp, để cho họ được đi đứng cho khoan thai, không còn những bước chân nặng nề của khổ lụy. Và đó là tinh thần của chúng ta. Thì Pháp Hòa có vài lời để thưa với đại chúng. Bây giờ mình có khổ nhưng mà khổ thanh, không còn khổ trược. Mà cái khổ thanh thì gọi là an lạc hạnh. Chúc đại chúng vui vẻ, an vui. Rồi, có vị nào có câu hỏi không? Mình có 15 phút. Tiếp tục tử thầy tân thủ hỏi nha. Bởi vì thầy ngày mai, ngày mốt thầy nó đi về là ép mình tin rồi, chúng ta có gặp nữa thì khó. Quý vị mà có gặp nữa là chỉ ở trên truyền hình thôi. Ở trên tivi á, trên tivi. Trên vô tiếng tàn hình á. Gặp mình tranh thủ hỏi để đi lên trên TV hỏi trả lời đó. Coi hậu hả? Dạ. Coi hậu hả? Sao
cô cũng xin được thưa với đại chúng là quý vị nào muốn phát tâm quy y thì sau cái giờ chia sẻ pháp thoại của thầy thì quý vị nào mà phát tâm quy y thì quý vị ở lại để thầy sẽ làm cái lễ quy y cho quý vị. Ai Di Đà Phật. Dạ mời cô. Thầy, đối với lại cái khổ có phải là cái từ xưa mà xưa trong pháp bao giờ nó kéo dài? Nó bao giờ sao? Sướng hay khổ nó đều là vô thường. Và khi nào mới kêu là sướng? Khi nào mình vượt được cái đó? Khi nào mình thứ nhất, thí dụ như cái việc đó nó là như vậy mà chúng ta chấp nhận nó là như vậy thì ngay đó chúng ta đã không bị khổ. Còn nếu mà chúng ta bị cái đó xong rồi chúng ta có cách tu tập, chúng ta vượt được nó thì cái khổ đó nó không còn. Thật ra nó cũng là một thôi. Khi chúng ta chấp nhận thì đó là hạnh phúc. Khi chúng ta chống bán nó thì nó là khổ. Vậy thôi. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cách đơn giản thôi. Mình bị mất 50 đồng. Bây giờ khổ quá trời luôn, tại tôi mất 50. Nhưng bây giờ nếu mình nghĩ, thí dụ như vừa mất 50 cái mình nói thôi kệ đi, ai lượm được chắc người ta cũng xài chứ đâu ai đem dục đâu. Ta lượm được tiền ta cũng xài, thì bữa nay mình không xài thì người khác ta lượm được ta hên ta xài. Nghĩ được vậy cái ngay đó là đã dứt khổ. Không có khổ, khổ nó không hoàn thành mình được. Nhưng mà ngược lại, nếu như trường hợp trời ơi tôi tiếc 50 quá, cái tự nhiên có một buổi chiều nào đó, một buổi chiều nào đó tình cờ mình đói bụng quá trời, chị kia đang ăn chén cơm mà chị đó không có đến nỗi đói mà mình rất là đói, chị nhường chén cơm cho mình ăn. Cái tự nhiên mình phá vỡ được cái chuyện mình mất 50 ngày hôm qua. Thấy không? Chị này chỉ có ăn mà chỉ nhường mình đói hơn. Thì thôi cuộc đời này cũng vậy. Mình mất 50, tuy là mất 50 cũng là tiền, nhưng mà người nào người ta lượm, ta biết nó tiền ta mới lượm chứ. Phải không? Mà người ta lượm thì người ta cũng đâu có dục đâu, phải không? Ta xài. Thôi, người ta xài mình khỏi xài. Hồi nãy hồi hôm qua là tâm niệm khổ đó, bữa nay quán thông rồi thì cũng cái tâm niệm đó mà giờ nó nhẹ hửng à. Yeah. Nó không khổ gì hết. Thì cái giây phút đó gọi là sướng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên chữ xả cũng vậy nha. Từ bi hỷ xả đó. Chữ xả đó, cái nghĩa chính thức của nó đầu tiên là gì? Không dính mắc. Không dính mắc. Không mà ví dụ bây giờ mình đi là mình vẫn thấy người đẹp, người xấu, đủ thứ hết mà mình không có dính gì chứ á. Cái mình đi về có thể hồi nãy đi chùa có thấy ai không? Có thấy ai ở đâu? Mà trời thấy quá trời. Nhưng mà tại vì không có ai mình để ý hết. Cho nên mình xả cái một à. Nhưng mà lỡ mình gặp một cái người nào đó rồi về cái mình nói hồi nãy có cái chị đó, cái cô đó ngồi kế anh đó, anh biết tên không? Có quen không? Có số phone không? Hết xả rồi. Mình để ý rồi. Phải không? Thành ra hồi nãy mình ta đi về hỏi có gặp ai, tôi có thấy ai ở đâu. Mà rõ ràng quá trời người, nhưng không người nào mà hợp nhãn mà mình để ý hết. Cho nên ngay đó mình xả. Chữ xả là vậy đó. Xả là ngay cái giây phút chúng ta không dính. Còn đợi mà chúng ta ôm cả đống cả làng rồi bắt đầu mới tìm cách dục nó ra từ 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 đó. Cái đó cũng xả, nhưng mà sau một thời gian cực khổ. Vì hiểu ý cho đó ha. Sẵn vào nói thì hiểu thêm cái chữ xả cho nó chuẩn. Rồi bây giờ có một câu hỏi. Thưa thầy cho con hỏi. Ở Việt Nam thời gian đi trước Canada một ngày, ba mẹ chồng con mất bên Việt Nam, vậy thì con nên cúng giỗ ngày bên này hay bên Việt Nam? Thật ra thì thời gian nó không có quy định. Ví dụ như này, thấy không? Ở đây ban đêm thì Việt Nam ban ngày. Nếu mà nói gọi là cách tính thì ai mất ở đâu lấy ngày đó. Ví dụ như ở đây á, hôm nay là mới có 22, ở Việt Nam đang là sáng 23, thì nếu lỡ ai mất bệnh là lấy ngày bên đó là ngày 23, chứ không tính theo bên này mình đây mà người ta mất bên kia, cho nó đơn giản thôi. Còn cái chuyện cúng giỗ, đã là giỗ thì ngày nào cũng được.
Mà thật sự nếu quý vị cúng cúng trễ ngày cũng không sao, tại vì vậy ông ăn nó mới tiêu hóa. Thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa cũng xin nói thêm chút xíu nữa. Cái này Pháp Hòa nói hoài thôi, nhưng mà tại vì nó là việc chúng ta cần biết. Khi chúng ta cúng dỗ thì chúng ta thường có là mời ông bà về ăn dỗ. Nhưng mà cái chữ mời đó, ông bà về chưa mình chưa biết là mình thấy mình mời cả thân tộc rồi đó. Con ơi con, mai dỗ ông nội nghe con. Chị mai dỗ ba nha. Thím mai dỗ ba nha, tất cả nhớ về nha. Vậy ai về? Dòng tộc về. Mà dòng tộc chúng ta nội ngoại mà về cái bữa cúng đó đó là dỗ đó. Vì đó là mình mượn ông bà làm gốc để tất cả các con trở về. Mà có sự trở về là trở về với tổ tiên, trở về với gốc rễ. Cho nên cúng dỗ không hề là mê tín. Không phải là mình mê tín ai chết mà cứ phải cúng, ai ngồi đó mà phải thờ. Chúng ta không còn bàn thờ tổ tiên, nghĩa là chúng ta không còn gốc rễ. Một người không có còn gốc rễ là một người không hạnh phúc. Một người có gốc rễ là như cây có rễ. Như nước thì phải có nguồn. Nước thì phải có cái nguồn cội của nó. Cây thì phải có rễ. Cho nên mình nói cúng dỗ, ngày hôm đó cúng dỗ, mình mời ba mời mẹ. Nhưng mà ba mẹ là giây phút đó mình mới mời. Nhưng mà trước đó 5 ngày là mình đã mời hết cả tộc rồi. Quý vị thấy không? Thế nên 5 ngày trước mình đã mời thì người tất cả người thân có mặt. Đó là chúng ta đã về vun bón. Bao nhiêu thế hệ con cháu có mặt là một cái cây to. Vậy thì tổ tiên là gốc rễ và chúng ta là những cành lá đi về để làm cho cái cây nó xưng xê trong cái ngày đó. Cái tinh thần rất đẹp của người Việt Nam. Nên đừng có nghe những người người ta phê bình, người ta nói mấy cái đó rồi chúng ta dẹp hết mấy cái đó. Tại vì họ không hiểu được cái đạo lý đó. Xin lỗi, xây cái nhà là phải xây cái nền móng à. Không có cái móng vững chắc là cái nhà nó sập. Rồi tới sau cái nền móng rồi phải xây đà, xây cột nè. Không có những cái đà, cái cột là nhà nó sập. Có phải không? Thế thì cũng chúng ta cũng thế. Nền tảng tâm linh chưa có. Nền tảng tâm linh chưa có. Vừa là sử dụng một gia đình chưa có. Thì anh có cái gì? Để lên là thành một đống gạch vụn. Đó, Pháp Hòa nói cái nghĩa dỗ đó để cho đại chúng mình là người Việt, nói rộng là người Việt, nói hẹp là Phật tử Việt Nam. Tất cả người Việt không bất, không luận là đạo gì, phải cúng tổ tiên. Đạo Phật không có tập tục cúng tổ tiên. Cúng tổ tiên là chuyện của người Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật đi vào đất nước Việt Nam và đã tiếp nhận cái văn hóa cúng tổ tiên và đã làm giàu cho cái văn hóa tổ tiên bằng một nghi thức tụng cúng. Chứ hồi trước chỉ để lên thôi, khấn thôi. Đạo Phật thổi vào đó một thời kinh nữa để cho con cháu có cơ hội ngoài ý nghĩa cội nguồn còn mở mang tuệ giác để tu tập, để chuyển hóa. Cho nên cô cúng ngày nào cũng được hết. Bên này con không có bàn thờ ba mẹ, vậy đến ngày dỗ con vẫn cúng có tốt không? Dạ tốt. Cúng là có mặt. Chúng ta tâm thành là đã có mặt. Nhưng nếu chúng ta có điều kiện nên thiết lập một bàn thờ tổ tiên để cho con cháu biết cội nguồn. Bây giờ các con ở đây là những em nhỏ sanh lớn ở đây phải không? Quý vị làm bàn thờ tổ tiên, có quà đề nghị đại chúng nên có thêm một chữ để trên đó, để hai chữ tổ tiên bằng tiếng Việt, ở dưới này để một câu tiếng Anh ancestor, để cho các con nó nhìn vô bàn thờ nó biết đây là bàn thờ tổ tiên, và khi đi ngang nó biết ông bà nó đây này, cội nguồn nó đây. Thì đó là cái lời đề nghị của Pháp Hòa. Pháp Hòa có làm sẵn cái bài vị bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Quý vị nào cần email Pháp Hòa gửi cho quý vị, in cho quý vị thật.
Rồi chắc quý vị không còn gì để hỏi hả? Dạ. Dạ mời cô. Dạ, con tụng kinh niệm Phật mỗi ngày đó, nhưng mà bữa thì con tụng sám hối, bữa thì tụng cầu an, còn bữa thì tụng kinh Địa Tạng, vậy nó có được không mà thầy? Giống như là thay đổi không đó. Không có tụng một. Cô bữa rồi chừng nào cô trẻ. Thưa đại chúng, thật ra tất cả các cái thời khóa tụng niệm của chúng ta là tùy tâm và tùy hoàn cảnh ha. Quý vị tụng cái gì cũng được ha. Và để cho mình được tiếp xúc những bản kinh, những lời dạy, quý vị cứ thay phiên như vậy không sao. Nhưng mà cái quan trọng là thời gian của mình là bao nhiêu, sức khỏe của mình là bao nhiêu, hoàn cảnh của mình thế nào. Tụng mà người nhà không phiền, sức khỏe mình cho phép, thời gian mình cho phép thì thời kinh đó là trọn vẹn. Còn mình tụng mà người thân phiền não, tụng xong ra mệt, chịu không nổi, sức khỏe không có, vân vân, thì cái đó không phải cách. Chúng ta tu tập như thế nào mà gia đình mình, sức khỏe của mình, thời gian của mình, hoàn cảnh của mình cho phép thì nó sẽ hay hơn. Có ai hỏi nữa không? Cô Diệu Liên. Cô Diệu Liên hỏi hả? Cô Phật thầy. Con này hỏi đây mà con rồi mà cô cũng hơi sợ chậm với nay con hỏi nay con cảm ơn con Phật thầy. Bình thường á mỗi ngày á con này tụng kinh, nhưng mà trước khi vô tụng kinh á thì mình phải niệm hương, xong mình đọc và tán thán Phật hết rồi, xong bắt đầu con mới tụng chú Đại Bi. Tụng ba mươi biết đó, xong bắt đầu con mới lại con lại sẽ nói. Xong rồi thì con tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà ý của con muốn hỏi á, thì trong bộ kinh Pháp Hoa đó thì mình vô là mình phải cũng đọc mười hương, cũng tán thán thế này, thì con có cần phải đi lại thêm một cái điện được không? Hay là con chỉ vô là Nam Mô Kinh Diệu Pháp Cẩm Ba là cái tiếp theo, đó là Mô Phật. Dạ rồi, cô đã trả lời luôn câu hỏi rồi đó. Cái phần mở đầu là như vậy xong rồi, quý cô muốn tụng kinh gì đó là tụng. Nhưng mà tại vì mỗi quyển kinh người ta phải làm trọn vẹn khai thức, nghi thức, chúng ta có thể skip, bỏ qua cái phần đó vì mình đã làm rồi, phải không? Mà cô repeat nữa đó không có phước, mà Phật hơi buồn. Lâu giờ quá. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi thôi chắc đại chúng chúng ta hồi hướng nha. Dạ, đại chúng chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh Phật Đạo.